Vâng, xin kính chào bà con cô bác đã quay trở lại với kênh Gà Ta Miền Nam ạ. Hôm nay thì Nương quay chia sẻ cho mọi người cái con gà đen toàn mình mẩy luôn này mọi người. Bữa nay nhìn cũng khá là cứng rồi. Chưa được ăn luôn mọi người ơi. Bữa giờ quay nhiều lần mà chưa dám ăn luôn. Gà đen. Đen thui luôn mọi người ạ. Nó cũng non non, nhìn nó cũng có cửa này mọi người. Nhưng mà mình nhìn mình đánh giá nó là không cao nha. Họ bảo là thịt ăn ngon lắm, nhưng mà chắc phải gà nào thì cũng phải nuôi già mới ngon chứ đúng không mọi người. Mình không thích cái thịt gà đen lắm nên là không bắt phải bán nha mọi người, nó đắt lắm. Nè, nó nhìn nó quá ác nhỉ. Nhưng mà chỗ mình nó ăn khôn lắm mọi người ơi. Đắt xíu nó không ăn đâu. Nó ăn rẻ. Giờ khôn lắm mọi người ạ. Giờ ăn toàn gà cứ đòi 70, 6 năm rồi. Gà giờ nuôi người ta nuôi đắt. Cám đồ đắt mọi người. Chỗ mình ghét nhất cái tệ nạn. Không như trên thành phố người ta biết người ta ăn nó giá nó được hơn mọi người. Còn mình bắt gà ngon rồi mình bán giá rẻ không được mọi người ạ. Gà ngon bắt đắt rồi mà về bán rẻ khó lắm mọi người ơi. Nếu như cái thời gian này mình ít có gà đá nha mọi người. Gà đá mà nuôi bầy á mọi người. Vài bữa nó có thì mình sẽ gửi cho mọi người trên Zalo nhá. Cho mọi người coi nhá mọi người. Cảm ơn và chào hẹn gặp lại mọi người nhé. Ai muốn biết về giá cả gà này sao thì cứ nhắn tin hỏi mình nhé, qua Zalo của mình nha mọi người, mình sẽ trả lời cho nhé. Xin cảm ơn mọi người ạ. Xin chào và hẹn gặp lại.